Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trung úy Nguyễn Hai Đương, cán bộ đội an ninh đơn vị công an huyện Ngọc Hiển. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn sách Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách này được tuyển chọn và biên soạn bởi hai tác giả, đó là Tiến sĩ Yên Ngọc Trung và Thạc sĩ Trần Văn Kim. Được xuất bản bởi nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Với giá bán trên thị trường của cuốn sách này là 65.000 đồng. Cái cuốn sách này thì được in ra 20.000 bản với khổ là 14,5 x 20,5 cm và được xuất bản vào năm 2020. Cái nội dung cuốn sách đó là nói về những cái mẫu chuyện liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm giáo dục chúng ta biết cái tinh thần đoàn kết và cái con người của Bác Hồ, về thể hiện cái tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự đoàn kết của tất cả các tầng lớp, các giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, đoàn kết giữa các nước trên thế giới và sự lực lượng ưa chuộng dân chủ hòa bình. Thì sau đây tôi xin trích dẫn cái lời nói đầu tiên của cuốn sách để cho các bạn hiểu thêm về nội dung của cuốn sách. Lời của nhà xuất bản: quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết là một trong những nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện chỉ thị số 05 CTTW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm giúp các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về đại đoàn kết và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Yên Ngọc Trung và Thạc sĩ Trần Văn Kim tuyển chọn và biên soạn. Cuốn sách tuyển chọn những cái câu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những cái hành động rất giản dị, tự nhiên, gần gũi cũng như rất giỏi, bao la, rộng lớn của một vị lãnh tụ đã hy sinh cả cuộc đời cho dân, cho nước. Tinh thần đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự đại đoàn kết của các tầng lớp, giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, đoàn kết các dân tộc trên thế giới với lực lượng yêu chuộng dân chủ và hòa bình, nhằm tạo nên cái sức mạnh rộng lớn phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuốn sách là tài liệu tham khảo dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cái cuốn sách này á, là gồm 170 trang, tính luôn cái phần phụ lục ở phía sau á, là 170 trang. Thì hai cái tác giả là Tiến sĩ Yên Ngọc Trung và Trần Văn Kim á, là tuyển chọn từ những cái câu chuyện, những cái mẫu chuyện đã được đăng, đã được xuất bản bởi các cái những cái cuốn sách và những cái con người cung cấp những cái mẫu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì hai cái tác giả mới tổng hợp, mới biên soạn ra cuốn sách này, thì nhằm giáo dục chúng ta về cái tinh thần đoàn kết thông qua những cái câu chuyện liên quan tới Bác Hồ.
rồi để giáo dục chúng ta hiểu được việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như thế nào. Thì thông qua cái cuộc thi này, tôi giới thiệu với các bạn cái cuốn sách Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi rất mong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các cái cơ quan, đơn vị mình mua những cái cuốn sách như thế này, mình tìm đọc những cái cuốn sách như thế này để mình hiểu được một phần nào về cái tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là như thế nào, về con người của Bác Hồ là như thế nào, để một phần góp phần vào cái chuyên đề sinh hoạt việc thực hiện cái chỉ thị số 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.